Mình đĩa qua cái cây bầu này mình thấy trái quá trời luôn. Ý, hay được trái nè. Ôi, tròn ủng mới cưng dễ sợ chứ cả nhà ơi. Ồ, trái này đang để bự hơn tí nữa mình cắt lỡ rồi. Ồ, cưng hết biết cưng luôn á. Mấy trái bầu nữa. Hết chưa? Được thêm 5 trái bầu nữa cả nhà. Đi qua cái dãy này tìm đậu nè cả nhà ơi. Trời ơi, cà chua nó đã dễ sợ chưa nè. Trái gì mà mê dữ. Xong rồi xuống với bác hàng xóm, bác tặng cho một mớ mâm xôi nữa nha. Ô, trong cà chua này sao rớt vậy? Mâm xôi đen đó cả nhà. Đậu tím, đậu lưỡi rồng. Đậu lưỡi rồng trái bự ha. Nó không có trái thôi, trái nó bự. Mà là đậu cô ve xanh. Thì thôi mà cà chua mấy đây chín nè, hái tiếp bơ hôm đó hái được mớ rồi. Trời nắng rồi mà, nãy không thấy nắng giờ nắng rồi nè. Này nãy nắng hơi hơi thôi. Hoa vườn mới ạ nhà ơi. Được, được mới vô đây. Rồi không biết bên vườn mới có gì mình thu đó nha. Đó, đây. Đây là khu vườn mới của mình. À, mình thấy dâu tây đỏ đỏ đó, chống ngược lên rồi nè. Ôi, ô để ăn thử trái dâu tây này coi ngon không ha. Mà cả nhà ăn dâu tây bên vườn mới. Nó ngon ơi là ngon luôn. Nó chua chua ngọt ngọt. Xanh mướt nè. Thùng là được trái đầu tiên. Bên đây thì chưa ha. Kệ đi. Có nhiều hay nhiều. Thấy trái cà chua rồi đó. Họ đi qua đi hái một mớ cà chua. Cà chua gì bên đây quên rồi ta. Cà chua gì? À, cà chua kẹo. Cà chua đen nè. Chín chưa? Chưa. Chín là nó đỏ hồng hồng. Trái này gần chín nè. Đây cà chua kẹo nè cả nhà. Ôi cà chua kẹo nè. Ô sao nước rồi. Ôi, bữa hôm nó để dành để mình hái mình vô mình ăn mà. Mới có mưa một ngày mà sao nó nứt rồi. Ôi cà chua kẹo trái đẹp lắm. Nó ăn ngon lắm cả nhà. Mình để dành cà chua này mình ăn. Cà chua này chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng nhưng mà. Trái nhiều lắm, trái mà nó ngon lắm. Đã ghê ha. Trái này nó phải lấy ra. Rồi bên đây cả chùm này. Mê quá. Cảm ơn chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng cho em cái trái cà chua này. Trái không là trái, không thấy lá gì hết trơn á. Cà chua này đúng là thấy trái không á mà ăn ngon lắm mà nha.
Bỏ vô miệng cái nó làm cái bụp. Cắn làm cái bụp cái ngon. Nhưng mà cái kẹo nổ vậy á. Mình thấy là nó chín nhiều á, tại vì mình muốn ăn cái này ăn sống á, nên mình nói để ngày mai mình hái mình ăn. Ô thế mà qua một ngày á, nó mưa xong rồi buổi tối nó lạnh á, xong rồi nó nứt luôn, tiếc dễ sợ luôn. Ngày hôm qua nó mới đỏ như vậy thôi nè, nó đâu có nứt đâu. Bỏ xuống mình hái hai tay cho nó lẹ. Cái cà chua này nó nhỏ nhưng mà nó ngon, nó cắn vô cái bụt ngon. Để dành ăn. Trái gì đâu mà trái. Công nhận cây nào mà chị tặng mình cũng trái quá chừng quá đất luôn ha. Tay chỉ mát kìa. Bữa hôm có bạn kêu Nhung Hạ là nhờ chị mua cây trái cây á, xong về để cho nó nhiều trái. Mà công nhận như cây trái cây của chị á, trái đã lắm cả nhà ơi. Chị trồng trong cái thùng á mà trái gì đâu mà quá trời quá đất luôn. Mình á cũng năm nay thì cũng lê cũng cúng mùa cũng cũng có trái, nhưng mà so với lại trong thùng có chị, trời trái của chị mềm lắm, đã lắm rồi nha. Chua nghe gì đâu đúng. Cái giống này hay ha, toàn là trái không là trái gì đó. Phải sang năm Dung Hà treo thử hả? Khi năm nay cũng ra trễ nữa nhưng mà trái nhiều lắm rồi nha, nè quá chừng luôn. Đi khổ qua, qua hái khổ qua, trời ơi khổ qua trái mê quá. Nhà xem này khổ qua này, ú trời trái đê mê luôn. Này là khổ qua trái tim này, wow mê quá rồi. Nhà ơi trái bự ghê không. Đây trái khổ qua nữa này, ôi đã dễ sợ ha. Đây trái nè cả nhà. Ôi, năm nay Nhung Hà thu hoạch khổ qua đã tay luôn. Nè. Đây trái tim này nè, mà đợi bữa chút. Đây trái nè cả nhà. Đây em nè, bự chân ngủ bự đã luôn á. Ôi ôi vô dùng thịt ăn thì khỏi rồi, khỏi nói luôn á, ngon ơi ngon luôn. Đây nè cả nhà, ở Mỹ mà trồng được khổ qua mướp rồi đó, quý lắm mà nha, tại khó trồng. Chứ bên mình khí hậu á nó dễ trồng hơn, còn bên đây khí hậu lạnh á khổ qua khó trồng lắm. Đây trái đây nè, mà chưa, nó chưa có nở mắt, nở mắt bự chút xíu nữa đó. Rồi, đi, con trái này bự này. Được ha. Rồi xong. Rồi, được thêm ba em nữa cả nhà. Chà, cả nhà xem nè. Bên đây vậy chứ mà được mớ khổ qua rồi rồi đậu mấy anh kia. Cà chua này, đó. Ồ, đây con trái bầu tròn cả nhà xem nè. Đó. Mình đặt cho nó là bầu su su luôn đấy cả nhà ha. Nhìn cái trái y như trái su su nữa, không khác gì trái su su hết trơn. Đây cả nhà. Đó, được thêm. Quá trời. Tao ở thôn nữa có trái hái cả nhà xem ha. Đây nè. Dâu tây à nhà. Đó, có trái rồi nè. Đã chưa? Ôi ôi. Chưa leo này. Ừ.
lúng lắng tung tăng được ba em nè. Như là trắng. Trời ơi, mình đem có cái rổ không vừa nhở. Trời ơi, vừa leo chanh bên đây quá trời, chắc đi lấy cái rổ khác nữa nhở. Trời ơi, vừa leo nó cả chùm nè. Vui quá. Hôm nay là ngày bội thu dưa leo, nhất là dưa leo chanh này. Quá chừng bên đây được cà rổ dưa leo nè. Bội thu, bội thu. Đây nhưng mà có trái nữa nè. Để qua đậu đũa này. Cái đậu này là đậu vua chứ. Đậu đũa đậu này. Đậu vua và đậu đũa. Trời ơi, cái cọng đậu đũa này dài quá. Này nè. Ui sao đá luôn rồi. Đây cọng nó, nó dài hơn cái đũa luôn rồi. Đậu vua đậu đũa ta lá. Ê, có hai đậu đậu đũa màu đỏ này. Đó. Đậu vua bên đây cũng nhiều trái cho hết cả nhà. Trái bự bự không? Này được cắm. Đây cả nhà, vườn mới là mình thu hoạch được một mớ đậu nè, khổ qua nè, cà chua nè, bầu nè, với lại một rổ dưa leo chanh nho nhỏ. Dưa leo chanh, dưa leo Hàn Quốc nữa. Đó.